Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Ngập trường, giáo viên chạy lũ trong đêm. Mưa lớn khiến trường trung học cơ sở Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La bị ngập đến tầng 2, giáo viên phải chạy lũ trong đêm. Mưa lớn từ đêm qua đã khiến nước dâng cao làm ngập đến tầng 2 của tòa nhà 3 tầng trường trung học cơ sở Tạ Khoa. Trong lúc nước tràn vào khuôn viên trường học, giáo viên nhà trường đã phải sơ tán người và đồ đạc lên tầng 3 của dãy nhà để tránh lũ. Nhận được tin trường học bị ngập lụt đợt 2, sáng nay huyện đã lập đoàn công tác xuống kiểm tra hiện trường. Qua báo cáo nhanh của ban giám hiệu nhà trường, trận ngập lụt không gây ảnh hưởng đến các đồ dùng như gạo, sách, vở, máy móc. Rút kinh nghiệm từ trận ngập trước, giáo viên đã bố trí đồ đạc ở những nơi an toàn nên không bị hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Yên cho hay. Theo ông Hà, trong lúc mưa lớn gây ngập trường, giáo viên trường trung học cơ sở Tạ Khoa phải chạy lũ trong đêm, tất cả đều an toàn. Hơn 100 học sinh nội trú cũng không bị ảnh hưởng do tòa nhà bán trú ở cao hơn so với mực nước. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên đã sơ tán các em lên khu vực cao hơn. Năm học này, trường trung học cơ sở Tạ Khoa có 7 phòng học với tổng số 216 học sinh. Đây là lần thứ hai nước mưa dâng cao, dẫn đến ngập lụt khiến nhà trường gặp khó khăn trong công tác dạy và học. Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng cho các em nghỉ học trong buổi sáng nay, sau đó phối hợp với xã và thông báo tới phụ huynh tổ chức dọn dẹp, phấn đấu sớm đưa các em trở lại học tập. Do trường học nằm sát suối và có vị trí thấp, cứ mưa lớn là gây ngập lụt. Chúng tôi sẽ báo cáo huyện và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể, ông Hà nói. Trước đó, mưa lớn từ 23 giờ đã khiến các lớp học của trường trung học cơ sở Tạ Khoa, điểm trường mầm non Bản Khoa, trường mầm non Tạ Khoa và điểm trường tiểu học Bản Khoa, trường tiểu học Tạ Khoa ngập sâu hơn 1 mét. Riêng khu vực nhà công vụ giáo viên ngập khoảng 2 mét. Do nước lũ dâng cao, toàn bộ bàn ghế trang thiết bị dạy và học ở tầng 1 của trường trung học cơ sở Tạ Khoa ngập trong biển nước. Các thiết bị điện tử bị hư hỏng, 2 tấn gạo của học sinh nội trú bị ngập nước, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Hàng trăm ngôi nhà ở Ninh Bình bị chia cắt bởi nước lũ. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, hàng trăm hộ dân sinh sống gần sông Bôi và sông Hoàng Long ở Ninh Bình, nhiều ngôi nhà ở huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, Ninh Bình vẫn bị ngập nặng bởi nước lũ. Trước đó, mưa lớn kéo dài trên địa bàn, cụ thể lượng mưa tại trạm Hưng Thị là 259,0mm, Cúc Phương là 195,2mm, Nho Quan là 289,1mm, Bến Đế là 235,4mm, Gián Khẩu là 215,9mm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, toàn huyện có 477 căn nhà của người dân bị ngập lụt do mưa lũ gây ra, có gần 100 công trình phụ trợ, hàng trăm hecta lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước. Tại huyện Gia Viễn, trên 651 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh sống bên sông Hoàng Long bị ngập lụt. Tuyến đường vào thôn ngập sâu trong nước lũ khiến các hộ dân tại đây bị chia cắt. Ông Nguyễn Huy Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn cho biết, trước tình hình mưa lũ những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập đội xung kích chuẩn bị nhiều thuyền lớn để sẵn sàng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi lũ lên cao. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Cao Các, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, toàn huyện có 107 ha lúa và hoa màu cùng 68 ha lúa cá bị ngập. Bên cạnh đó có trên 530 hộ bị ảnh hưởng do mực nước dâng ở mức dưới 1 mét. Chủ yếu diện tích bị ảnh hưởng tại các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Tường, Gia Thủy, Gia Lâm, Đức Long. Huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, tổ chức tuần tra thực hiện canh gác 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, khu vực không đảm bảo an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, ông Các nói. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 74 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra thực tế hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dang dở theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là các hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du, nhất là hồ Yên Thắng, huyện Yên Mô, hồ Đồng Trương, huyện Nho Quan và đập dâng Thác La, huyện Nho Quan.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị khi có yêu cầu, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra. Hòa Bình ngập sâu, nhiều nơi ở Thanh Hóa bị chia cắt. Chưa đầy một ngày, lượng mưa ghi nhận được ở Hòa Bình lên tới trên 300mm, gây ngập lụt nhiều tuyến đường. Tại Thanh Hóa, mưa lũ gây chia cắt nhiều xã miền núi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi tại địa phương. Một số khu vực ở huyện Thanh Lương, Thanh Hà và thành phố Hòa Bình ghi nhận lượng mưa lớn lên tới 280-300mm. Mưa chút xuống trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hòa Bình ngập cục bộ, có đoạn ngập sâu gây khó khăn cho phương tiện di chuyển. Tính đến tối ngày hôm nay, Hòa Bình ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi mất tích là anh NXK, sinh năm 1985, quê xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn. Ngoài ra, một số nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá vào nhà, 2,5 hectare hoa màu và lúa bị ngập úng. Tại thành phố Hòa Bình, đoạn kè bờ sông ở chân cầu Đen từ suối Trăm đổ ra sông Đà bị sạt lở từ các đợt mưa lũ trước, hiện tiếp tục sạt hai bên với chiều dài 80m. Việc này gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống hai bên bờ. Về giao thông, mưa lớn gây ngập 8 tuyến đường ở huyện Lương Sơn. Đơn vị chức năng cho biết sẵn sàng sơ tán 41 hộ dân tương đương 190 người ra khỏi khu vực nguy hiểm ở xã Lâm Sơn. Tại Thanh Hóa, mưa lớn liên tục cũng gây ngập cục bộ tại các tuyến đường ở 3 huyện miền núi Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh với độ sâu 0,35 đến 1,1 mét. Một số điểm ghi nhận hiện tượng sạt lở gây tắc đường. Cụ thể, mưa lớn khiến mực nước sông suối thuộc huyện Như Xuân dâng cao, nhiều vị trí đập tràn trên tuyến tỉnh lộ 520B bị ngập. Hiện các xã Thanh Hoa, Thanh Quân, Thanh Lâm, Thanh Phong bị chia cắt tạm thời với trung tâm huyện. Chính quyền địa phương đã cử người chặn gác không cho người và phương tiện qua điểm ngập để đảm bảo an toàn. Tại các đập tràn bị nước lũ ngập sâu, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông qua đập tràn để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Ngoài ra, nước ở sông Quyền dâng cao khiến 119 hộ với 430 nhân khẩu của thôn Thanh Sơn bị cô lập với bên ngoài. Nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập sâu. Theo ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân, địa phương đã có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân ở vùng sâu, vùng xa nếu bị nước lũ cô lập, chia cắt dài ngày. Tại huyện Như Thanh, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến hơn 100 hectare lúa mùa bị thiệt hại. Các xã Xuân Thái, Xuân Khang bị ngập nặng, nhiều thôn trên địa bàn bị chia cắt và cô lập với hơn 1.000 hộ dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã lập chốt tại 7 điểm đường tràn để cảnh báo và ngăn không cho người dân đi qua để tránh nguy hiểm và tai nạn đáng tiếc. Nhiều nhà dân đổ sập sau trận mưa lũ ở Nghệ An. Mưa lớn kéo dài gây ra đợt lũ quét, lũ ống tại một số khu vực ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nhiều nhà dân đổ sập, thiệt hại lớn về hoa màu. Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết địa phương đang thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ gây ra vào tối hôm qua. Mưa lũ không gây thiệt hại về người, song khiến một số nhà dân bị đổ sập, hư hỏng và thiệt hại lớn về hoa màu. Địa phương đang thống kê thiệt hại và cùng người dân khắc phục hậu quả, ông nói. Theo lãnh đạo địa phương, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ra lũ quét trên địa bàn các xã Bảo Nam, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Tà Cạ, thị trấn Mường Xén. Trong đó có ít nhất 5 nhà dân ở xã Bảo Nam, 4 nhà dân ở xã Hữu Kiệm bị đổ sập. Mưa lũ cũng khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề. Quốc lộ 7 và một số tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, ách tắc giao thông. Huyện Kỳ Sơn cùng chính quyền các xã đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Lãnh đạo xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn nói rằng mưa lớn đã khiến gần 200 hộ dân của hai bản Đình Sơn 1 và Đình Sơn 2 bị cô lập. Hôm nay, xã đã cắt cử lực lượng khắc phục sự cố tại tuyến đường và cấp bản và hỗ trợ người dân dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống. Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết mưa lũ bất ngờ khiến một số trường học trên địa bàn bị ngập, sập tường vây quanh. Hiện có khoảng 10 trường học chưa thể khai giảng do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra. Giáo viên và phụ huynh đang dọn dẹp để học sinh sớm đến trường. Trước đó, do mưa lớn kéo dài đã gây ra trận lũ ống lũ quét xuất hiện tại một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và một số xã ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại thị trấn Mường Xén, do một số cống nước bị cây cối mắc kẹt đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập một số khu vực với mực nước khoảng 30-40cm. Ngành chức năng địa phương đã huy động máy móc và nhiều lực lượng khác phối hợp khơi thông dòng chảy và khắc phục hậu quả sau đợt lũ.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.